Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, mới đây, một người trong ekip của ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thể hiện quan điểm khá gay gắt. Khi quản lý Phi Nhung còn đính kèm một số hình ảnh khá mờ, nhưng cộng đồng mạng suy đoán đây có thể là ảnh được cắt ra từ clip ghi lại cuộc nói chuyện có tác động vật lý giữa các thành viên trong gia đình Hồ Văn Cường. Ngay sau khi đăng tải, bài viết thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng và thắc mắc có hay không Hồ Văn Cường xảy ra tranh chấp với bố ruột. Sau khi Phi Nhung qua đời, con nuôi Hồ Văn Cường đã giải quyết ổn thỏa chuyện ca với quản lý của cố ca sĩ. Hiện tại, giọng ca The Voice Kids và cha mẹ đã dọn ra khỏi nhà của Phi Nhung. Hồ Văn Cường và phía công ty đã không còn liên quan tới nhau. Sau gần một tháng, Hồ Văn Cường chưa có động thái nào hay lộ diện cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những lùm xùm vẫn bùa vây giọng ca 18 tuổi. Mới đây nhất, quản lý cũ của Phi Nhung đăng đàn gọi tên Hồ Văn Cường và cho biết bản thân đã bị xúc phạm nặng nề bởi những nhóm FC, tức là câu lạc bộ người hâm mộ của Cường. Ngoài ra, người này còn đăng tải đoạn tin nhắn xét với Hồ Văn Cường, cảnh báo sẽ mạnh tay xử lý nếu fan của Hồ Văn Cường còn ngang ngược sẽ tung hết tất cả lên mạng. Người trong ekip Phi Nhung cũng đăng tải loạt ảnh được cho là một thành viên trong gia đình Hồ Văn Cường có hành động không hay với bối ruột do xảy ra mâu thuẫn anh cho biết trong tay vẫn còn giữ rất nhiều clip làm bằng chứng nhưng không tiện đăng tải. Đây chỉ là một lời săn đe với fan của Hồ Văn Cường. Nếu tiếp tục, anh sẽ chia sẻ tất cả lên mạng xã hội. Thế nhưng, đây chỉ là chia sẻ một chiều. Hình ảnh cũng mờ nhạt và chưa có cơ sở nào để khẳng định. Thực hư thế nào có lẽ vẫn cần người trong cuộc lên tiếng. Mới đây, đoạn clip ghi lại toàn bộ khoảnh khắc Hồ Văn Cường bị nghi có hành động không hay với bối ruột đã được tiết lộ cũng như lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Sự thật về nghi vấn Hồ Văn Cường động tay động chân với bố ruột cũng chính thức được lộ diện qua đoạn clip dài 3 phút này. Thực tế, người đã động tay động chân với bố của Hồ Văn Cường trong đoạn clip lại chính là mẹ của nam ca sĩ. Trong đoạn clip 3 phút, bố mẹ Hồ Văn Cường đang tranh cãi một vấn đề gì đó. Một lúc sau, do không giữ được bình tĩnh, mà mẹ của Hồ Văn Cường đã đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt chồng. Bản thân Hồ Văn Cường đã đứng ra can ngăn bố mẹ dừng cãi nhau. Với đoạn clip này, Hồ Văn Cường đã được giải oan. Cậu bé hoàn toàn không có hành động quá khích với bố chuột. Tuy nhiên, dư luận lại tiếp tục đặt ra câu hỏi về gia đình quán quân Việt Nam Idol Kids 2014. Trước đó, cũng chính người quản lý cũ này từng tiết lộ, nếu không nhờ công ty và Phi Nhung giữ tiền giúp, có thể bố của Hồ Văn Cường đã dùng toàn bộ để làm chuyện khác, thậm chí mất trắng tiền. Hiện Hồ Văn Cường vẫn chưa lên tiếng hay có bất cứ phản hồi nào về ồn nào này. Chưa dừng lại ở đây, cựu quản lý của Hồ Văn Cường chưa biết, anh vẫn còn rất nhiều chuyện và khẳng định chính Hồ Văn Cường đã viết giấy thừa nhận việc đã dựng chuyện vu khống mẹ nuôi, cố ca sĩ Phi Nhung. Người này cũng ra tối hậu thư, nếu fan của Hồ Văn Cường tiếp tục có những hành động trên thì đừng trách về sao lại cạn tàu, giáo máng. Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời và Hồ Văn Cường rời khỏi công ty của mẹ nuôi, trong khi có một số người thân thiết với cố ca sĩ lên tiếng chỉ trích Hồ Văn Cường là bội bạc, thì lại có nhiều người muốn giúp đỡ chàng trai trẻ. Trong số đó, bầu thủy cùng ca sĩ Ngọc Sơn là số ít những người nhiệt tình nhất, tìm nhiều cách để liên lạc với Hồ Văn Cường. Mới đây, trên trang cá nhân, thì doanh nhân Nguyễn Đức Thủy tức là Bầu Thụy, tiết lộ rằng đại diện của ông đã liên hệ được với cô giáo cũ của Hồ Văn Cường, là người đăng ký cho Cường đi thi Việt Nam Idol Kids năm 2016 và thường xuyên liên lạc với nam ca sĩ cho đến bây giờ. Theo cô giáo kể lại, thì Hồ Văn Cường đang rất buồn và khổ tâm khi mẹ nuôi, chứa dựa tinh thần cũng như người thầy của mình đã qua đời. Hiện giờ, Hồ Văn Cường quyết định không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai, bởi tâm trạng của cậu chưa tốt sau hàng loạt chuyện không hay ngoài ra thì bầu thụy còn kể thêm rằng wendy phạm có nhờ người chuyển lời mong mọi người hãy dừng lời không bình luận hay công kích phi nhung thêm nữa về giờ sao cô cũng đã qua đời wendy phạm cũng mong bầu thụy ca sĩ ngọc sơn sẽ giúp đỡ hồ văn cường để nam ca sĩ tiếp tục đam mê ca hát của mình chính vì lời nhắn của wendy phạm nên bầu thụy cùng ca sĩ ngọc sơn đều mong cư dân mạng có thể kết thúc mọi chuyện ồn ào để Phi Nhung ra đi thanh thản, còn Hồ Văn Cường có thể bình tâm sống thật tốt. Thưa quý vị, sắp tới tại Mỹ sẽ diễn ra buổi lễ tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung. Một số con nuôi sẽ được mời sang hát tri ân nữ ca sĩ quá cố. Theo đó, đã có 3 người con được lựa chọn nhưng không hề có tên của Hồ Văn Cường. Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung là mẹ nuôi của 23 đứa trẻ, trong đó Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung được bồi dưỡng tài năng và tạo điều kiện theo con đường ca hát. Trong nhiều năm qua, không khó để bắt gặp hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung cùng các con của mình đứng trên sân khấu và tạo nên màn biểu diễn đầy cảm xúc. Đặc biệt, trong buổi lễ tưởng nhớ ca sĩ Phi Nhung, đại diện trung tâm âm nhạc lớn ở Mỹ đã đề cập đến việc sẽ mời các con nuôi của người quá cố sang để hát tri ân mẹ. Cho đến sáng ngày 3 tháng 11, giờ Việt Nam, anh họ của cố ca sĩ Phi Nhung đã thông báo tin vui đến người hâm mộ. Sau mọi nỗ lực, ba cô con gái nuôi Phạm Thiên Ngân, Quỳnh Trang, Tuyết Nhung đã được ấn định thời gian sẽ sang Mỹ vào tháng 12 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Như vậy, Hồ Văn Cường chính thức sẽ vắng mặt trong dịp đi lưu diễn này. Chia sẻ thông tin trên, anh họ của ca sĩ Phi Nhung còn nhấn mạnh, ba con gái rượu của Phi Nhung sẽ thay mẹ Nhung cảm ơn khán giả Mỹ. Trước đó, đại diện trung tâm âm nhạc từng chia sẻ về lý do không mời Hồ Văn Cường trong dịp này. Phía trung tâm đang có ý tưởng là một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang Qua hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung. Trước đó, cháu Hồ Văn Cường từng biểu diễn trên sân khấu này rồi. Chỉ có ba bé là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và Quỳnh Trang chưa được biểu diễn nên chúng tôi mới đưa ra ý tưởng như vậy sau khi nhận số tiền cắt xê hồ văn cường đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý và dọn ra khỏi nhà riêng của cố ca sĩ phi nhung ở việt nam gần một tháng qua hồ văn cường hoàn toàn không lộ diện và có bất kỳ chia sẻ nào trước công chúng trước đây khán giả vẫn hy vọng sẽ có thay đổi hồ văn cường sẽ tham gia chuyến đi này để bốn con nuôi của phi nhung cùng đứng trên sân khấu trong một tiết mục rất đặc biệt như thế này nhưng tiếc rằng điều ấy sẽ không xảy ra và sau những mâu thuẫn vừa qua, sẽ rất khó để Hồ Văn Cường hội ngộ với ba chị em Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung như trước đây. Tháng 6 năm 2021, trên mạng xã hội lộ loạt tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường, nhắn để bày tỏ sự bất mãn đối với gia đình. Cũng từ đây, cộng đồng mạng đã mở ra cuộc khẩu chiến, lùm xùm khách C65 dh của nam ca sĩ Nhí và công ty Bùng Nổ sau đó, cố ca sĩ Phi Nhung không may nhiễm Covid-19 trong quá trình đi làm từ thiện. Trải qua gần 2 tháng chiến đấu tích cực, nhưng phép màu đã không diễn ra. Cố ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28 tháng 9. Cho cốt người quá cố đã được đưa về Mỹ để đoàn tụ bên con gái ruột. Trong suốt những ngày diễn ra lễ viếng và lễ tưởng niệm tại Việt Nam, Hồ Văn Cường luôn túc trực để đọc kinh cầu nguyện. Thậm chí nhiều người không khỏi sát thương khi cậu bé 18 tuổi thẫn thờ, gầy gò, đôi mắt sưng húp bên bàn thờ mẹ nuôi. Giữa lúc tang lễ của ca sĩ Phi Nhung ở Mỹ còn đang trong quá trình chuẩn bị tại Mỹ, thì vụ ồn ào ca của Hồ Văn Cường lần nữa bị khơi dậy. Ngay lập tức, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung nhận trách nhiệm đứng ra xử lý để người quá cố được yên lòng. Vào ngày 11 tháng 10, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã chính thức bàn giao lại toàn bộ số tiền ca sĩ trong suốt 6 năm qua của ngôi sao nhí trước sự chứng kiến của gia đình và người thân. Quản lý còn thay mặt tặng thêm 500 triệu để Hồ Văn Cường và gia đình ổn định cuộc sống về sau, như lời hứa của mẹ nuôi trước đó. Phía quản lý Phi Nhung chia sẻ công khai, theo lời chị Diễm Phạm, vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường đã giải quyết xong như đã hẹn. Tổng số tiền trao lại cho Hồ Văn Cường theo nguyện vọng của gia đình không muốn cung cấp ra ngoài. Tuy nhiên, phía công ty cũng đã trao thêm 500 triệu là số tiền Phi Nhung đã hứa tặng khi Hồ Văn Cường ra riêng. Cùng thời gian này, Hồ Văn Cường đã lên tiếng xin lỗi và thông báo chấm dứt những ồn ào vừa qua. Giọng ca nhí sinh năm 2003 cũng khẳng định chưa từng quên công ơn dạy dỗ của mẹ nuôi Phi Nhung. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Hồ Văn Cường sẽ rút khỏi công ty của Phi Nhung, trả lại toàn bộ fanpage và kênh youtube. Đồng thời, gia đình của giọng ca nhí cũng sẽ dọn ra khỏi nhà của Phi Nhung thưa quý vị thời gian qua những lùm xùm xung quanh nam ca sĩ hồ văn cường vẫn chưa có dấu hiệu hòa nhiệt những thông tin liên quan đến động thái mới nhất của nam ca sĩ đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận tuy nhiên có thể thấy rằng câu chuyện giữa nam ca sĩ với mẹ nuôi phi nhung đang ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của hồ văn cường trong mắt khán giả bên cạnh đó cũng có những ý kiến mong rằng nam ca sĩ sẽ thành công trên con đường riêng sắp tới liên quan đến những vấn đề nóng khác chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến quý vị sớm nhất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại